Dàn sao khủng nào sẽ đổ bộ sinh nhật tròn 5 tuổi của Daniel. Rất nhiều sao Việt trong làng giải trí sẽ xúng xính trang phục lộng lẫy đến tham dự tiệc sinh nhật 5 tuổi của Daniel. Sau 5 năm hoạt động và nhận được sự yêu quý ủng hộ từ các nghệ sĩ cũng như độc giả, Daniel đang ngày một trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Vào ngày 21 tháng 12, 2017, nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của mình, Daniel sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng nhằm tri ân tình cảm cho nhiều nghệ sĩ đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Tại sự kiện này, nhiều sao Việt sẽ xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy đến chung vui với Daniel. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục đặc biệt hấp dẫn sẽ được biểu diễn trực tiếp tại đây. Siêu mẫu Thanh Hằng là một trong những khách mời đặc biệt của sự kiện này. Cặp đôi hot nhất nhì làng giải trí Việt, Đông Nhi ông Cao Thắng cũng sẽ tham gia buổi tiệc sinh nhật. Đặc biệt Đông Nhi cũng sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục cực sôi động tại buổi tối hôm đó. Gà cưng của Đông Nhi nhóm Lippy sẽ đi song hành cùng nữ ca sĩ đến với chương trình. Bận rộn với lịch trình diễn của các cuộc thi nhan sắc, nhưng Á hậu Nguyễn Thị Loan vẫn dành thời gian để đến dự sự kiện của Daniel. Kim Lý rất vui khi nhận được lời mời từ phía chương trình. Khá bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng Hoa hậu Thu Hoài vẫn dành thời gian đến chúc mừng sinh nhật Daniel. Thời gian qua, Lan Khuê liên tục di chuyển theo các lịch trình công việc của mình, tuy nhiên cô vẫn ưu tiên thời gian cho tiệc sinh nhật Daniel. Là một nghệ sĩ thân thiết với trang thông tin Daniel, Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ đến với sự kiện quan trọng này. Nam Thanh Ly cũng đã chuẩn bị trang phục thật đẹp để đến dự sinh nhật Daniel. Nhã Phương đến dự sự kiện này cũng là lần hiếm hoi cô xuất hiện sau tin đồn chia tay với Trường Giang. Minh Hằng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp sẽ bước trên thảm đỏ của chương trình. Anh Tú The Voice sẽ mang tiếng hát của mình đến với các quan khách có mặt tại tiệc sinh nhật. Thảm đỏ sinh nhật của Daniel còn có sự xuất hiện của đông đảo sao Việt như Thều Bảo Trâm, Hoàng Tôn, Yến Trang Yến Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Anh Tuấn, Song Luân, Tiêu Châu Như Quỳnh, Hoàng Yến Chi Bi, v.v. Jong Hyun qua đời, Hồ Quang Hiếu chua chát, nghệ sĩ đôi khi giống như con vịt đang bơi trên nước. Giọng ca Con Bướm Xuân chia sẻ cuộc đời của người nghệ sĩ với những góc khuất và áp lực vô hình, không phải ai cũng có thể hiểu. Vừa qua ngày 18 tháng 12, cả showbiz Hàn chấn động trước thông tin nam ca sĩ Jong Hyun của nhóm nhạc Jinny đã tự sát trong phòng làm việc tại quận Jeollabum. Truyền thông xứ Kim Chi cho biết, cảnh sát đã tìm thấy Jong Hyun trong tình trạng bất tỉnh vào lúc 6 giờ 30 tối. Tuy đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần nhất, nhưng nam ca sĩ đã tử vong. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên các trang báo xứ Hàn và nhiều nước châu Á, đông đảo sao Việt đã không giấu được bất ngờ. Không riêng người hâm mộ trên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt đã lập tức dành lời tiếc thương tới nam ca sĩ trẻ xấu số. Theo đó, Jong Hyun vốn là nam ca sĩ trẻ nổi tiếng, được đông đảo khán giả châu Á mến mộ, ngay từ khi mới debut ở nhóm nhạc Jinny. Chính vì thế thông tin này đã khiến nhiều người xót xa vô hạn. Sự ra đi đột ngột của một trong những giọng ca tuyệt vời nhất K-pop khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, linh cữu của Jong Hyun đã được hoàn thành tại nhà tang lễ bệnh viện Asan thủ đô Seoul. Giữa lúc cả làng giải trí châu Á vẫn còn chưa hết bất ngờ trước tin dữ của Jong Hyun, mới đây trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu lặng lẽ treo trạng thái khiến nhiều người suy ngẫm. Không đề cập trực tiếp đến Jong Hyun, nhưng nam ca sĩ chia sẻ về cuộc đời của người nghệ sĩ với những góc khuất và áp lực vô hình, không phải ai cũng có thể hiểu. Giọng ca Con Bướm Xuân tâm sự, cuộc đời nghệ sĩ đôi khi giống như con vịt đang vơi trên nước vậy. Người ta chỉ thấy phía trên lưng con vịt nổi lên như vậy thôi, nhưng đâu có biết dưới chân nó phải đạp liên tục thì mới giữ được thăng bằng. Dòng trạng thái của Hồ Quang Hiếu càng khiến người hâm mộ xúc động, nhất là trong khoảng thời gian nặng nề sau tin nam ca sĩ Jong Hyun qua đời. Ngay sau khi tin buồn được lan truyền trên các trang thông tin xứ Hàn và nhiều nước châu Á, nhiều sao Việt đã không giấu được bất ngờ và sự thương tiếc dành cho tài năng quá cố. Trên trang cá nhân Gil Lê, Jun Phạm, Hương Giang Idol chia sẻ những dòng tâm trạng trước sự việc. Gil Lê chỉ đăng tải một đoạn story ngắn gọn trên nền đen tan tóc và dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật đau lòng. Jun Phạm bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đột ngột của Jong Hyun. Cũng mới đây, Hương Giang Idol đăng dòng trạng thái gây chú ý lên trang cá nhân.
Từ câu chuyện đau lòng của Jong Hyun và phần nào hiểu được tâm trạng của nam ca sĩ bạc mệnh, Hương Giang Idol mong muốn mọi người, nếu được xin hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người xung quanh bạn. Nếu là những người bạn yêu thương, xin hãy lắng nghe tâm sự của họ và chia sẻ với họ thường xuyên hơn. Sau dàn mặt Trấn Thành, Hoa hậu Phi Thanh Vân gây nhức mắt khi làm bà trẻ Noel. Phi Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh hóa thân thành bà trẻ Noel, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì quá sexy. Dù còn một tuần nữa mới đến Noel, nhưng khắp cộng đồng mạng đã tràn ngập không khí Giáng sinh. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng rất háo hức, bắt đầu trang trí nhà cửa đón Giáng sinh. Mới đây, Hoa hậu Phi Thanh Vân đã cho đăng tải loạt ảnh hóa thân thành bà trẻ Noel, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì khoe ngực quá đà. Diện bộ váy màu đỏ gợi cảm, nữ hoàng giao kéo để lộ vòng một căng tròn gây nhức mắt cho người xem. Hết đeo bờm thì Phi Thanh Vân lại đeo nơ. Phi Thanh Vân hiện đang là mỹ nhân sở hữu vòng một khủng nhất Phi Bích. Phi Thanh Vân tự nhận mình là bà trẻ, chứ không phải là bà già Noel. Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017 và trở về nước, Phi Thanh Vân vẫn chưa tham gia bất kỳ hoạt động nào. Mới đây nhất, phần thi ứng xử dài lê thê của nữ hoàng giao kéo đã được Trấn Thành tái hiện lại, khiến người xem nổi da gà bởi từ dáng điệu cách nhấn nhá đến luyến lấy, nhã chữ đều giống tới 99% so với phiên bản gốc. Sau khi thấy Trấn Thành giả giọng châm biếm mình, Phi Thanh Vân đã đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng cư dân mạng ngầm hiểu rằng cô đang muốn nhắc đến chuyện gì. Danh hài Việt nghẹn ngào kể về việc thua độ một đêm 2 tỷ đồng. Hồng Tơ cho biết vào khoảng những năm 1999, như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường, anh bắt đầu lún sâu vào cá độ các giải bóng đá quốc tế, khiến gia đình anh tan vỡ. Hồng Tơ là một trong những danh hài đình đám thập niên năm 1990. Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, anh từng chạy xô quên ăn và cũng là một trong những số ít danh hài sắm được nhà lầu xe hơi thời điểm đó. Thế nhưng ít lâu sau, anh lâm vào cảnh trắng tay, đúng như ý nghĩa bài hát Kiếp Đỏ Đen. Có lúc bế tắc, nam danh hài định tự tử để trốn tránh cuộc sống thực tại. Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Hồng Tơ đã có những tâm sự về những khoảng tối trong cuộc đời. Theo lời kể của nghệ sĩ Hồng Tơ, vào khoảng những năm 1999, như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường, anh bắt đầu lún sâu vào cá độ các giải bóng đá quốc tế. Toàn bộ thời gian, tâm trí và tiền bạc anh dồn cả vào cá cược. Tôi cá độ một trận 15 triệu, mỗi đêm đánh 11 trận, nhưng thua hết 9 trận, một trận huề và một trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 đô, anh kể. Có những đêm nằm ngủ tôi còn mơ có người gọi mình dậy để dẫn mình vào casino. Lúc đó tôi nghĩ, kể cả cha mẹ có từ mặt tôi thì tôi vẫn chấp nhận chứ không bỏ cờ bạc được. Một lần nọ trong một đêm, tôi nhận 11 trận banh, mỗi trận là 50 triệu nhân thu sạch. Tôi đành phải cầm cố căn biệt thự của mình để trả cho người ta. Hết tiền, tôi đi vay khắp bạn bè anh chị em thân thiết để gỡ lại nhưng vẫn thua. Vào thế bí, tôi đành vay xã hội đen. Xã hội đen thì đâu có đùa được, thức hẹn là chúng dọa dẫm. Đe nẹt các kiểu, chúng còn dọa bắt cóc con tôi. Tôi còn nhớ vào một buổi trưa 30 Tết, chủ nợ tìm đến gặp, nhưng tôi không dám ra. Họ bấm đến cháy khét cả chuông khiến hàng xóm phải chạy ra xem. Lúc đó họ chửi bới thóa mạ tôi đủ kiểu. Thậm chí họ còn giăng mùng ra nằm ngay trước cửa ngày này qua ngày khác. Tôi sợ quá, còn phải trốn vào trong tủ, rồi trèo lên tận gác xếp giữa trưa nắng. Vợ tôi đã chịu đựng và tha thứ nhiều lần, nhưng đến lần thứ ba cô ấy quyết định chia tay. Cuối cùng tôi phải bán hết nhà cửa để trả nợ rồi đi ở thuê. Tôi cũng chẳng dám đi hát vì sợ chủ nợ lại tìm đến dọa nạt mình. Trong cơn tuyệt vọng, tôi từng muốn tự tử để thoát khỏi bế tắc. Đồng thời trong cuộc trò chuyện, Hồng Tơ cũng xúc động chia sẻ khoảng thời gian mình từng có ý định tự tử. Mất vị trí ngôi sao khiến tâm trí của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, số nợ nần quá lớn làm tôi bế tắc vì không thấy khả năng có thể trả cho đủ nợ. Tôi xa lánh bạn bè và gia đình trong những tháng ngày cùng quẩn và không tìm thấy lối thoát. Nhiều lần tôi đã mua lượng thuốc ngủ rất lớn. Tôi chuẩn bị sẵn cho thời điểm chia tay vĩnh viễn với cuộc sống đầy khó khăn do chính mình tạo nên. Đến khi tâm trí bình an trở lại nhờ Phật Pháp, anh bắt đầu quay lại với nghệ thuật. Khởi đầu anh hát cho chương trình của chùa đến mức cát xê chỉ có 50.000 đồng. Anh kiếm từng đồng để trả nợ. Dần dần anh cũng mua lại được ngôi nhà cũ mà anh bán đi.
Hiện tại cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Tơ đã thay đổi và hạnh phúc hơn khi gặp Kim Loan, cô gái kém anh 23 tuổi, hai người nên duyên chồng vợ. Chị nhanh chóng xin cho anh một cô con gái tên Kim Cương và cả hai đang có một cuộc sống gia đình vô cùng ấm cúng. Những bi kịch cuồng thần tượng gây rung động châu Á, cha giết con gái cùng nhóm ASO, fan tự tử sau cái chết của Park Jong Ha là những vụ việc gây nhức nhối về sự say mê người nổi tiếng. Bà nội trợ tự tử vì Park Jong Ha. Park Jong Ha, diễn viên bản tình ca mùa đông, treo cổ tự tử năm 2010, khiến nhiều người hâm mộ thương tiếc. Ít hôm sau khi tài tử qua đời, cảnh sát phát hiện thi thể của một người phụ nữ 49 tuổi ở nhà riêng. Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ tự tử có khả năng lớn vì bị ảnh hưởng tâm lý sau cái chết của Park Jong Ha. Fan của Lê Minh tự tử. Một fan nữ của Lê Minh vung tiền mua các sản phẩm có liên quan đến anh, dẫn đến nợ tiền, bị chủ nợ gọi điện đến tận nhà đòi. Cô gái trở nên hoang mang lo sợ. Tháng 2 năm 2000, cô uống thuốc ngủ tìm đến cái chết khi được phát hiện trong tay cô gái là cuốn băng phim do Lê Minh đóng chính. Fan của Trương Quốc Vinh tự tử. Ngày 21 tháng 6 2003, một cô gái 16 tuổi ở Đại Liên treo cổ tự tử tại nhà bà ngoại. Bi kịch bắt nguồn từ việc mẹ của cô gái không cho con tiền mua CD của Trương Quốc Vinh. Theo báo, thiếu nữ viết trong nhật ký, không biết đã bao lần tôi khóc khi nhìn thấy anh ấy. Tôi thích anh ấy không phải vì anh ấy đẹp trai, mà ở tính cách khác biệt. Tôi rung động trước mọi hành động, mọi biểu cảm của anh ấy. Trong thế giới của tôi chỉ tồn tại lại Trương Quốc Vinh. Tôi chỉ sống vì anh ấy. Bé 7 tuổi bắt chước Tiểu Yến Tử. Tháng 11-2011, Trung Quốc xôn xao vì cô bé Hải Phương 7 tuổi tử vong khi chơi trò treo cổ ở công trường gần chỗ ở. Hải Phương vốn thích nhân vật Tiểu Yến Tử trong Hoàng Châu Cách Cách, thường theo dõi phim chiếu trên truyền hình và bắt chước điệu bộ của Tiểu Yến Tử. Sau khi xem đoạn nhân vật này treo cổ mà không chết, cô bé hay lẩm bẩm sẽ học Tiểu Yến Tử treo cổ. Người lớn nghĩ cô bé chỉ nói chơi, không ngờ thành bi kịch. Sau sự việc bố mẹ Hải Phương kiện chủ công trường vì không đảm bảo an toàn lao động, không dựng rào che chắn, dẫn đến trẻ con có thể tự do ra vào. Người chủ này cho rằng mình oan uổng và tố cáo ngược bố mẹ Hải Phương, không làm tròn trách nhiệm của người giám hộ trẻ nhỏ. Cha giết con gái cùng nhóm ASO. Cuối năm 2013, ông Chu Khải giết con gái Tiểu Nham, 13 tuổi, khi con gái nói con yêu các sao gấp vạn lần yêu bố mẹ, ngôi sao tốt hơn những kẻ làm cha làm mẹ như các người, trong lúc cha con cãi vã. Khi bị bắt, Chu Khải khai rằng Tiểu Nam ngày nào cũng vùi trong Internet, đi học về cô nhốt mình trong phòng không buồn ăn uống. Tiểu Nam dành hòng hết tiền để mua các sản phẩm liên quan đến nhóm nhạc ASO của Hàn Quốc. Nhà nghèo, nhưng Tiểu Nam bắt ép bố mẹ cho tiền để mua vé xem thần tượng biểu diễn. Dương Lệ Quyên cuồng Lưu Đức Hoa. Dương Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Cam Trúc. Năm 1997, cô gái bỏ học tới Hồng Kông tìm thần tượng. Bố mẹ Lệ Quyên sau đó phải bán nhà bán thận để con theo đuổi giấc mộng. Năm 2007, bố Lệ Quyên tự tử, để lại di chúc dài với nội dung yêu cầu Lưu Đức Hoa đáp ứng nguyện vọng của con gái. Sau cái chết của cha, Dương Lệ Quyên theo mẹ về quê bắt đầu cuộc sống mới, tham gia show truyền hình. Năm 2014, Lệ Quyên nói cô vô cùng ân hận vì không biết yêu thương, trân trọng cha mình. Fan của Atsuko Metra lạch bụng. Tại buổi biểu diễn năm 2012, ca sĩ Atsuko tiết lộ cô sẽ rời nhóm nhạc AKB48. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi bị kích động đến mức dùng dao rọc giấy tự sát, anh thoát chết nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời.